Xin chào tất cả mọi người nha, lại là Bình đây. Ngày hôm nay Bình sẽ đưa các bạn đi trà bắp một ngày cùng Bình nha. Đây, đây lại là một cái cối trà bắp, nhưng cối này chỉ xài hai máy nha các bạn. Một máy chính xài cối và một máy nhỏ nữa xài băng chuyền nha. Ekip thì đông nhất thì được tầm khoảng 9 người thôi, 6-7 người nha. Một người đứng máy và ba người lắc đóng bao. Bận rộn cả sáng thì cuối cùng cũng xong rồi đấy các bạn. Đây mỗi xe càng xe công nông này sẽ chở tầm 55 đến 60 bao nha các bạn. Tầm khoảng trên 4 tấn hạt. Đây là cái xe công nông có hộp số phụ. Cái xe này chạy đầu máy 24 nha các bạn. Đầu máy hơi cũ, nó đen xì rồi. Bận rộn cả buổi sáng thì cuối cùng cũng đã trả xong rồi. Hôm nay được tầm khoảng 7-8 xe bắp hạt như vậy các bạn. Bởi vì bận rộn cho nên là mình chỉ ghi được một số chuyến xe thôi. Chuyến cuối cùng cho nên là mình ghi ra cho các bạn xem. Đây là đang băng ra đấy đá nha. Chiếc xe công nông đi ở trong này thì rất chi là hại lốp luôn các bạn, bởi vì phải bò qua trên giấy đá mới này cắn lốp rất chi là nhanh mòn. Một bộ lốp thì chạy được tầm khoảng 2 năm là thấy lớp vải bên trong. Trong này mình đi rất chi là chậm chậm như là rùa vậy, không thể đi nhanh được, chở nặng và đường đá khó đi. Cho nên một đội xe cày bò từ trong rẫy ra đến ngoài đường lớn là mất tầm khoảng hơn tiếng, chỉ đi được số 1, số 2 chậm thôi các bạn. Các bạn những người mà ai mà biết về xe công nông thì chắc chắn sẽ biết là số 1 chậm thì nó đi chậm mức nào. Ở đây thì chạy đa số là bu ly rin nha các bạn. Một số đầu máy lớn thì có thể chạy bu ly lớn hơn là bu ly 16, 16 năm hoặc là 18 gì đó. Đây là một số chuyến chạy cuối cùng đây. Xe này thì không đủ hàng nha các bạn. Xe này thì chạy đầu 30 nha mọi người. Đây là khúc đường đẹp nhất ở đây. Hoa cỏ dại ở đây thì tuyệt vời rồi các bạn. Bầu trời ngày hôm nay thì không có mưa nhưng mà cũng không nắng. Rất may cho chủ nhà trả chúng ngày không mưa cũng không nắng, mọi người đỡ mệt mỏi. Trời ở Tây Nguyên hôm nay là âm u như vậy đó các bạn. Năm nay là một năm mưa nhiều. Ở đây thì mình chưa thấy có tháng nào mà nắng được đến 4-5 ngày cả. Đa số chỉ là âm u và mưa thôi các bạn. Còn đây đây là hai chuyến cuối cùng đây. Hai chuyến này thì bốc hàng ngay từ đầu nhưng mà
do anh em trong đội bốc vác thiếu quân cho nên là ở lại để cùng nhau bốc xong mới đi đấy. Còn vài chuyến thì đã chạy trước rồi. Chuyến này thì đều là đổ máy lớn hết nha các bạn, đầu 30 cả xe hộp số phụ, đầu lớn ben hết. Này bác tải đây sợ mưa nên đã phủ bạc hết. Trên xe đều là trên 4 tấn hàng trở lên nha các bạn. Rồi bây giờ tôi cảm ơn tất cả mọi người rồi, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video sau nhé.